Chưa? Nghe không?
tiếp tục đây. Lít nhắm tắt. Được. Không nha. Mà đuôi cái phần mông. Rồi, đúng là nắm chặt nhẹ, anh chị này. Nắm thẳng vào. Thẳng vào. Thẳng vào. Lại chỗ này. Kéo bạn rõ hơn. Khi chỉ như đây vào. Thẳng vào. Chuyển lên. Một. Tiến lên nắm này. Hai. Thẳng vào. Ba. Thẳng vào. Bốn. Kia. Các bạn có thấy chưa? Lưu ý những cái điểm đối với kỹ thuật các em hàng ra lưu thẳng thẳng vai, thẳng vai không có đẩy vai như này cũng không có đẩy hông như này. Các bạn lưu ý nhé, thẳng vai, thẳng vai. Các bạn có thể tập lại chỗ những kỹ thuật rời lên ra. Một, hai, ba. Tương tự đối với tay trước. Dạ. Một, hai, thẳng ra, cuối, hai, ba. Các bạn có di chuyển tích thẳng thắng như vậy. Đối với bài số 1. Tiếp theo, khi các bạn thấy bạn này ra rồi, chuyển trọng tâm, chỗ này là khó nhất nè. Chuyển trọng tâm, chuyển sang đây. Công sư là chỉ, công sư chỉ là người hạ thấp trọng tâm. Tăng thân trước, chuyển chân sau đi, cô chuyển sang lên tương tự, tương tự. Các bạn lưu ý nhé, có những cái điểm mà cần lưu ý trong bài số 1 này. Thứ nhất, nhạc pháp. Thứ hai, kỹ thuật y hông ưu kê. Y hông ưu kê là những kỹ thuật đỡ, chẳng hạn như các bạn đỡ đau kỹ thuật ghi ra là lưu ý tắt hông ra để tập tốt là các bạn tập liên rồi từ kỹ thuật ra. Thứ nhất giống như ghi ra là các bạn đứng này lên một chậm lấy cái hông, hai lấy cái hông, các bạn lưu ý chưa, ba lấy hông, bốn lấy hông. Các bạn lưu ý tập thói quen đối với kỹ thuật tê kê những đòn bông chi và đòn đánh tiến thẳng lên, thẳng vai, cúi tiến thẳng vai, rồi tập cái di chuyển thẳng vai, thẳng vai, hai tay thẳng hàng nhau và lùi. Rồi đó là những cái đòn cơ bản nhất, thì bây giờ mình sẽ đi tập lại cái đòn của bạn. Hay anh em xuống rằng nhạc pháp chuyển đuôi hông hai đấm đuôi vai ba nhiều phần trăm về sau bốn năm sáu bảy tám kết hợp đi lên lên trước hai ba bốn thì hai này. Rồi vô trọng tâm các bạn lưu ý hông này nhé. Vô xoay. Ồ, cảm thấy nè. Hai. Ba vô trọng tâm. Cái hông. Lưu ý cái hông luôn. Vài. Hông. Một. Vài. Hai. Vài. Ba. Như ra. Bốn vô trọng tâm đi trước. Xoay vô sau. Một. Rồi đó là tất cả những gì trong bài hay đăng số đăng hay gọi là bài quyền số 1 của Galato. Các bạn cần lưu ý những điểm mà mình vừa nhắc gì bên trên trong quá trình mình di chuyển và mình hướng dẫn, thì các bạn lưu ý những cái điểm nhỏ đó. Các bạn tắt rời tắt rời ra thì các bạn tập quyền. Các bạn hiểu biết không nè, tắt rời ra từ kỹ thuật, sau đó các bạn sẽ ghép lại tắt rời từ hông, từ hông gồm kỹ thuật hông kết hợp chân kết hợp tay. Điểm đo ok, kết hợp chân điểm đo
nóng. Làm sao để các bạn phải điều khiển được cái hông của mình khi nào ra hông, khi nào ra hông, cùng ra hông. Các bạn hiểu nhé. Rồi, đó là tất cả những gì mình có thể mà biết và chia sẻ với các bạn mới đầu tập luyện. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Thôi, mình sẽ cố gắng là ra tiếp những video khác để liên hệ các bạn chi tiết hơn, cặn kẽ hơn những các bạn khác để giúp các bạn tốt hơn trong quá trình các bạn tập luyện. Thôi, cảm ơn tất cả.